Chương trình truyền hình trên kênh BTV2 trưa nay gồm có 11:45 phim Trung Quốc Tiền Vương Ngôi Việt tập 22 và 23, 13:25 Thế Giới 24 giờ tình thể thao, 13:40 Cuộc Sống Muôn Màu, 13:50 phim Việt Nam Ngã Ba Thời Gian tập 4, 15:25 tin trong tỉnh, 15:35 Câu Lạc Bộ Thể Thao, 16:00 Ca Nhạc, 16:15 Những Điều Kỳ Thú, 17:00 phim Trung Quốc Hậu Thủy Hữu tập 18 và 19, 18:30 Nhịp Cầu Thân Ái, 18:45 Tôi Yêu Việt Nam, 19:00 Tiếp Sóng Thời Sự Truyền Hình Việt Nam.